Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm 6 nghi phạm trong vụ nổ súng tại Phú Quốc khiến cho 2 người tử vong, 4 người trọng thương vào ngày 27 tháng 10. Trong đó, 4 nghi phạm cầm đầu chủ mưu vụ án là Long, Nguyễn Quốc Vinh, ngụ Cà Mau, Nguyễn Văn Thái, Bùi Đức Ngọc, ngụ Hải Phòng. Hiện 35 người đã bị bắt về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, 19 viên đạn, 1 con dấu giả của ấp ô tô. Các trinh sát cùng lực lượng biên phòng tỉnh tiếp tục rà soát các bến tàu cao tốc, bến phà để bắt giữ những nghi can còn lẩn trốn. Theo cơ quan điều tra, vụ nổ súng xuất phát từ tranh chấp đất giữa nhóm thanh niên ngoại tỉnh, nhiều người ở Cà Mau với nhóm thanh niên địa phương. Vào trưa ngày 27 tháng 10, hơn 50 người đi 8 ô tô mang súng và mã tấu đến thửa đất ở khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn. Trào ngược dạ dày, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh. Bình Vị Thái Minh ngăn trào ngược dạ dày, giảm viêm loét và đau dạ dày. Sớm nay, bão Nange đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm nay, năm 2022. Và hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, sau đó đi theo hướng Bắc Tây Bắc, vận tốc là 10 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Theo chuyên gia, trên Biển Đông, bão sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời, trên các tầng khí quyển độ cao 3.000 đến 5.000 mét, bão chịu sự chi phối của hai khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía đông và phía tây. Chính vì vậy mà hướng di chuyển của bão còn có nhiều biến động.